Như VTC14 đã đưa tin, từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện sẽ được thực hiện tại 38 bệnh viện tuyến trung ương. Và hiện đã có một vài bệnh viện thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm. Đây là tin vui với người bệnh bởi liên thông kết quả xét nghiệm sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện quyết định trên. Cũng bởi thế, cả bệnh viện lẫn bệnh nhân đều gặp khó. Bệnh nhi này được chuyển từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Mặc dù đã được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, nhưng do thủ tục hành chính, gia đình chỉ nhận được một bệnh án tóm tắt về tiền sử bệnh và vài chỉ số xét nghiệm huyết học. Vì thế, khi lên tuyến trên, bệnh nhi phải thực hiện lại hầu hết các xét nghiệm. Ở đấy các bác lấy máu nhiều quá mà lấy nhiều lần không được ấy, thế là nó chắc cũng phải tầm hơn chục lần. Thế đau quá, nó khóc nhiều quá, nó yếu, nó không ăn được nữa. Mà cái thứ hai đó là cái kết quả khi xét nghiệm ra, cái kết quả ra nó không được chính xác như ở trên này ạ. Nên em sẽ quyết định lên trên này làm lại. Nguyên nhân là do các bệnh viện tuyến dưới giữ lại toàn bộ xét nghiệm để làm thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế. Vì vậy, đa số bệnh nhân chuyển viện không có đủ giấy tờ chuyển xét nghiệm lên tuyến trên. Điều này lý giải vì sao mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3.000 lượt bệnh nhân chuyển viện đến khám và điều trị, nhưng số lượng xét nghiệm được liên thông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cần các cái tờ giấy mà xét nghiệm của tuyến dưới, bằng photo cũng được. Các cái kết quả không gửi đi cùng thì bắt buộc các bác sĩ ở đây nếu mà muốn chuẩn đoán xác định là phải làm lại xét nghiệm. Mà như thế rất đúng kèm cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, chất lượng các máy móc xét nghiệm ở các bệnh viện khác nhau có thể cho ra những kết quả khác nhau. Trong khi đó hiện nay chỉ có 50 phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189, tiêu chuẩn Việt Nam đang áp dụng. Vì vậy, lãnh đạo nhiều bệnh viện cho rằng nếu không làm lại kết quả xét nghiệm mà có sai sót thì khó quy trách nhiệm. Quan trọng hơn, hiện Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn danh mục cụ thể các xét nghiệm sẽ liên thông. Những cái trường hợp bệnh nhân nặng, có thể là buổi sáng bệnh nhân ở các cái tuyến đã chuyển để chúng tôi đã làm rồi, nhưng mà tình hình bệnh nhân nặng thì bác sĩ vẫn có dựa theo cái tình hình bệnh nhân để chỉ định để xét nghiệm. Mỗi một lĩnh vực chúng tôi cũng tính toán khoảng từ 20 đến 30 cái xét nghiệm có thể được sử dụng, công nhận để sử dụng đối với lẫn nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải nhấn mạnh một ý là ngoài cái khả năng sử dụng lại như vậy thì bác sĩ hoàn toàn phải có một cái quyền là có cái chỉ định cái xét nghiệm cần thiết. Theo lộ trình của Bộ Y tế, trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, các bệnh viện hạng 1 sẽ liên thông kết quả của hơn 100 loại xét nghiệm. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được những vướng mắc về thủ tục hành chính cùng chất lượng máy móc kỹ thuật thì liên thông xét nghiệm khó mà thông được.